Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Để bảo vệ thành quả của cách mạng, bộ máy nhà nước cách mạng được thành lập. Ngày 13 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 33CSL thiết lập tòa án quân sự, tiền thân của ngành tòa án nhân dân. Ngay từ khi được thành lập, trong điều kiện nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới ra đời và phải đối mặt với vô vàn khó khăn, các thế lực thù địch câu kết với nhau, âm mưu nhằm bóp chết chính quyền của nhân dân mới được thành lập. Tòa án quân sự đã tổ chức tốt việc xét xử, kịp thời trừng trị bọn phản cách mạng, biệt gian bán nước, góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền nhân dân, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Sau nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính, năm 1997, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. Cùng với đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng được tái lập. Từ khi tái lập đến nay, tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã từng bước kiện toàn tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tòa án Nhân dân qua từng giai đoạn. Đến nay, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc có tổng số 161 cán bộ, trong đó Tòa án Nhân dân tỉnh có 46 cán bộ, còn lại là Tòa án Nhân dân cấp huyện. Trong 161 cán bộ, có 61 thẩm phán, trong đó có 1 thẩm phán cao cấp, 5 thẩm tra viên, 72 thư ký và 23 chức danh khác. Về chuyên môn nghiệp vụ, có 28 cán bộ có trình độ thạc sĩ luật, 120 cán bộ có trình độ cử nhân. Năm 97 thì như vậy là cả toàn tỉnh, tất cả các huyện nữa, thì với ở tỉnh thì mỗi một năm cũng chỉ xét xử cả tất cả các loại án, chỉ có trên 1.000 vụ thôi. Thế nhưng bây giờ thì hàng năm chúng tôi được đi nghe, tòa án tỉnh mời đi lên dự tổng kết ấy. Thì như vậy thì ghê gớm, bây giờ là 3-4.000 vụ án trong hàng năm so với mấy năm gần đây. Thế thì bây giờ lại nói đến vấn đề cán bộ. Cán bộ thì đến bây giờ là toàn tỉnh bây giờ là có 26 thạc sĩ rồi. Đấy. Rồi thẩm phán thì cũng nhiều, mà bây giờ là lúc bây giờ cấp huyện thì là huyện nào ít nhất là có 5-6 cán bộ. Như bây giờ là vì cái việc nó đã là lên 3-4.000 vụ. Thế thì bây giờ là các huyện thì bây giờ là có trên đa số là trên chục cán bộ. Mà lại là có các chánh án với phó chánh án là gần như nào hết là có bằng thạc sĩ. Những năm qua, Tòa án Nhân dân hai cấp Vĩnh Phúc đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tích rất tự hào. Tòa án hai cấp đã đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án. Kể từ khi tái lập tỉnh, đã giải quyết xét xử 43.431 vụ án trên tổng số 44.169 vụ án đã thụ lý, đạt tỷ lệ 97,4%. Trong đó, án hình sự là 13.530 vụ, án dân sự kinh doanh thương mại, lao động và án hành chính là 29.901 vụ. 10 tháng đầu năm 2015, tòa đã giải quyết được 2.712 vụ án các loại trên tổng số 3.450 vụ. Công tác giải quyết, xét xử có những chuyển biến tích cực, không để xảy ra các vụ án quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án tiếp tục được đảm bảo và nâng lên. Tỉnh Phúc đã thực hiện tốt các chương trình kế hoạch công tác với các giải pháp cụ thể nên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mà trong đó trọng tâm là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Mặc dù còn nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, thẩm phán và điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị hoạt động, cùng với việc thì số lượng các vụ án phải giải quyết thì ngày càng tăng, thẩm quyền của tòa án thì ngày càng được mở rộng. Nhưng với việc chủ động nắm bắt tình hình, đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu và tổ chức thực hiện quyết liệt nên công tác giải quyết xét xử các vụ án đã có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo chất lượng. Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong công tác xét xử giải quyết án hình sự, tòa án hai cấp đã đưa ra xét xử nhiều vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giết người, mua bán,
tàng trữ trái phép chất ma túy. Các bản án, quyết định của tòa đều bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Không có vụ án nào xét xử oan đối với người không có tội và chưa có trường hợp nào bỏ lọt tội phạm. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung, phục vụ tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương. Tòa án Nhân dân hai cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, địa phương đưa ra xét xử lưu động gần 900 vụ án hình sự ở nơi bị cáo cư trú hoặc thực hiện hành vi phạm tội, mang lại hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật cao trong tầng lớp nhân dân. Thực hiện đúng lời dạy của Bác là phụng công, thủ pháp, chí công vô tư. Tòa hình sự đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra. Trong 5 năm, từ năm 2010 đến năm 2015, Tòa hình sự Tòa án tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết hơn 1.000 vụ án các loại. Trong đó có nhiều những cái vụ án phức tạp, nổi cộng, được dư luận đặc biệt quan tâm. Cái chất lượng xét xử thì luôn xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đảm bảo tốt các quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể và cá nhân. Bên cạnh đó thì Tòa án tỉnh Vĩnh Phúc, Tòa án sự cũng luôn quan tâm đến công tác xét xử án lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật trong nhân dân. Trong 5 năm thì Tòa hình sự đã xét xử 116 vụ án hình sự sơ thẩm lưu động. Đặc biệt là từ tháng 10 năm 2014 đến nay, Tòa hình sự đã xét xử 35 vụ án hình sự lưu động trên tổng số 103 vụ án các loại, chiếm tỷ lệ 33,98%. Trong công tác xét xử, giải quyết án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính, Tòa án Nhân dân hai cấp đã có nhiều cố gắng nên chất lượng giải quyết, xét xử có nhiều tiến bộ. Việc giải quyết các vụ án đảm bảo đúng pháp luật, qua đó bảo vệ kịp thời các quyền, lợi ích chính đáng của nhà nước, tập thể và công dân. Đặc biệt, các tòa đã quan tâm đến công tác hòa giải, nhiều đơn vị đã có sáng kiến, cách làm hay nên công tác hòa giải đạt tỷ lệ hòa giải thành công cao. Để thực hiện được cái việc hòa giải tốt thì thẩm phán không chỉ kiên trì hòa giải mà trước khi hòa giải, thẩm phán phải nghiên cứu thật kỹ hồ sơ và phải đọc kỹ hồ sơ để nắm bắt được nội dung mấu chốt của trong cái vụ án đó là mâu thuẫn vấn đề gì, và phải không chỉ vậy mà thẩm phán phải có phải tìm hiểu cả phong tục tập quán để tìm hiểu xem là trong vụ án này họ mâu thuẫn vấn đề gì, và trong quá trình hòa giải thì thẩm phán cho các đương sự trình bày và lắng nghe những cái ý kiến của họ và cho họ tự đưa ra một cái phương án để giải quyết vụ án, và thẩm phán gợi mở vụ án giải quyết theo con đường theo quy định pháp luật và phân tích cho họ thấy được cái được. Nếu như hòa giải thành, họ sẽ được giảm về thời gian, giảm về kinh phí và tiền án phí họ cũng được giảm, và từ đó thì đương sự sẽ tự có những cái để mà họ lựa chọn một cái phương án tối ưu nhất trong quá trình giải quyết vụ án. Và trong quá trình hòa giải thì ngoài cái việc kiên trì hòa giải thì tòa án luôn tạo điều kiện cho các đương sự thỏa thuận với nhau, và nếu trừ khi lúc nào không thể hòa giải nữa thì tòa án phải đưa ra xét xử. Tòa án Nhân dân hai cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến tổ chức hoạt động của Tòa án Nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các vụ án, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, tăng cường tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác xét xử, tập trung củng cố, kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán trong sạch vững mạnh về phẩm chất đạo đức, chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Chất lượng công tác xét xử các loại vụ án được đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án quá hạn luật định, tỷ lệ các bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán giảm nhiều. Công tác giám đốc kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác thi hành án hình sự, công tác giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án tiếp tục được nâng lên. Tiếp tục gắn với phong trào thi đua phụng công, thủ pháp, chí công vô tư, đồng thời thực hiện nghiêm cái quy chế chuẩn mực đạo đức nghiệp vụ của cán bộ công chức tòa án dân. Mỗi cán bộ đảng viên công chức phải tự liên hệ về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Qua đó, tòa án dân thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều cái kết quả tích cực.
Tính đến tháng 8 năm 2015 thì đã giải quyết xét xử được 530 trên 595 vụ án các loại. Cái số án tính đến tháng 8 năm 2015 thì đã tăng hơn so với cả năm 2014 là 25 vụ. Và cái chỉ tiêu xét xử đã đạt được 89%. Và phấn đấu đến hết 30 tháng 9 năm 2015 thì cái tỷ lệ giải quyết xét xử sẽ vượt cái chỉ tiêu do Tòa án dân tối cao đã đề ra. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ thẩm phán, những năm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh đã cử nhiều cán bộ đi học tập, tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch của Tòa án Nhân dân tối cao. Bên cạnh đó, đã tổ chức tốt cuộc thi thẩm phán giỏi trong đội ngũ thẩm phán. Đến nay, cán bộ công chức tòa án đã có sự trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, được đào tạo cơ bản, có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, thời gian qua, tòa án hai cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả và có nhiều đóng góp quan trọng đối với các dự án luật, pháp lệnh. Ngoài ra, tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát động và gắn phong trào thi đua yêu nước xuyên suốt của Tòa án Nhân dân là phụng công, thủ pháp, chí công vô tư, với phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, và thực hiện cuộc vận động nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án Nhân dân hai cấp. Đến nay, cuộc vận động đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ công chức tòa án hai cấp luôn tích cực trong các hoạt động xã hội như công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, được duy trì thường xuyên, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm. Tòa án còn hưởng ứng và tham gia tích cực vào các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Tòa án Nhân dân và của tỉnh Vĩnh Phúc. Gần đây nhất, hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tòa án Nhân dân và hội diễn văn nghệ Tòa án Nhân dân lần thứ 3, Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 3, Đại hội thi đua yêu nước Tòa án Nhân dân lần thứ 3 năm 2015. Với vinh dự và trách nhiệm là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, thì trong thời gian tới, các tòa án nhân dân ở tỉnh Phúc thì tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất là quán triệt và triển khai thi hành các quy định của hiến pháp và luật tổ chức tòa án nhân dân, quy định về tổ chức bộ máy của hệ thống tòa án, trong đó có ở tòa án nhân dân tỉnh và các tòa án nhân dân cấp huyện. Thứ hai là chú trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh, có đủ bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để đáp ứng các yêu cầu của công tác cải cách tư pháp cũng như các yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay. Thứ ba là các tòa án ở tỉnh phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đó là công tác giải quyết xét xử các loại vụ án, bảo đảm các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ, khắc phục triệt để các tình trạng để quá hạn luật định, trả hồ sơ không có căn cứ, để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Có thể khẳng định, trong mọi thời kỳ của cách mạng Việt Nam, Tòa án Nhân dân nói chung và Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh liên tục nhiều năm được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như 4 tập thể và 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, 7 tập thể và 4 cá nhân được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 cá nhân được tặng thưởng Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nhiều tập thể được tặng thưởng cờ thi đua của Tòa án Nhân dân, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với truyền thống vẻ vang và tự hào của ngành Tòa án Nhân dân, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc với tinh thần đoàn kết, nhất trí và nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn,
sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao và góp phần xây dựng Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm Vĩnh Phúc.